Xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog. Kênh của mình thì chuyên về dự đoán những con số cho các bạn tham khảo để đánh số đề bao lô và số đá và đánh xỉu chủ nha các bạn. Kênh của mình thì dự đoán những con số xổ số miền Bắc và miền Nam chuẩn nhất hiện nay. Ngày nào thì kênh Chí Thanh Vlog cũng nổ lô và lộc đã về nha các bạn. Ngày hôm nay thì ngày 10 tháng 9 năm 2022 thứ bảy thì lộc đã về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Và lộc về đối với đài nào thì mình sẽ ghi ra đài đó và con số mà kênh của mình đã dự đoán chúng cho các bạn xem. Và các bạn hãy tin tưởng cho kênh của mình. Ngày hôm nay thì lộc đã về đối với đài thành phố Hồ Chí Minh. Đài thành phố Hồ Chí Minh thì mình dự đoán con số 28 và thật may mắn khi trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, theo dõi và ủng hộ cho kênh Chí Thanh Vlog của mình. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ xem những video trên kênh. Những con số trên kênh của mình thì dự đoán trúng rất nhiều trong tuần nha các bạn. Ngày mai thì ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 9 thì trên kênh Chí Thanh Vlog của mình sẽ chúc cho các bạn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và theo dõi những video trên kênh của mình nha. Chủ nhật thì gồm có 3 đài, đó là đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Lạt. Đài Tiền Giang và Kiên Giang là hai đài chính ở miền Nam, còn đài Đà Lạt thì chỉ là đài phụ thôi nha. Đài Tiền Giang thì mình dự đoán những con cặp số cho anh em tham khảo đó là con số 23 và con số 44. Những con số mà mình ghi là những con số trong ngày mình sinh lộc ông thần tài thổ địa rồi nha các bạn. Mình đã xây trứng gà để cho các bạn tham khảo, xây trứng gà để sinh số. Trong khi đó lô 3 con của đài Tiền Giang thì mình dự đoán con số là 852. Tiếp theo là đài Kiên Giang. Đài Kiên Giang thì mình dự đoán cặp số là con số 04 và con số 74. Lô 3 con của đài Kiên Giang thì mình dự đoán con số là 630. Đài Đà Lạt thì mình dự đoán con số cho các bạn tham khảo đó là con số 11 và con số 62. Lô 3 con của đài Đà Lạt thì mình dự đoán con số 202. Mình xin lưu ý đối với mọi người là trên kênh của mình thường phanh tròn những con số mà bằng viết mực màu xanh, đó là những con số có khả năng tỷ lệ ra cao nhất trong ngày do kênh của mình nghiên cứu nha các bạn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và đăng ký theo dõi những video trên kênh của mình. Nếu các bạn không tin ngày hôm nay nổ lô thì hãy xem video trước mình dự đoán con số như thế nào, mình sẽ không bao giờ nói láo nha các bạn như những kênh khác. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh. Chân thành cảm ơn. Chúc các bạn may mắn.